Bọn mình chào tất cả các bạn. Đây các bạn ơi, cái bò Teddy Cali của mình đẻ này các bạn. Còn giờ mới cái xinh luôn nè. Cái con mẹ giờ đẹp. Đẻ ra cái bé. Nó xinh tới bể luôn. Các bạn nhìn thấy nè. Nó đẻ ra là xinh liền luôn các bạn. Nè. Cái mặt nó ngon, nó mới vừa đẻ ra còn ướt nhẹp nè các bạn, thấy không? Rất là xinh luôn các bạn, thấy không? Cái này là Red Tape luôn nè các bạn. Red Tape Cali, Teddy Cali các bạn. Tại vì con ca nó là Red Tape đó. Red Tape Teddy Cali cho nên ra nó này rất là đẹp luôn. Đây các con, đây các con quay phim con. Nó mới vừa đẻ xong đó các bạn. Nó rất là đẹp. Bố mình đi làm về bố mình thấy đẻ ra thấy cưng quá. Wow. Đây đi con. Nó mới vừa đẻ ra cũng nhẹp đó các bạn. Chưa khô. Đây. Cưng không? Rồi. Đây là bé Teddy Cali của bố mình xanh đó các bạn ơi. Bố mình khen nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa để ra vào cái mặt trắng mụn luôn các bạn. Rất là đẹp luôn.